Cứ đến mùa trăng tròn tháng 8 âm lịch, thị trường bánh trung thu lại sôi động với hàng loạt sản phẩm. Bên cạnh các thương hiệu nổi tiếng, bánh trung thu handmade đã trở thành mặt hàng cho người tiêu dùng lựa chọn. Theo thời gian, từ những hương vị thơm ngon mộc mạc, nay bánh trung thu hấp dẫn hơn nhiều với sự khéo léo của những người thợ làm bánh. Tưởng chừng như phức tạp, nhưng bánh trung thu lại vô cùng dễ làm. Với những nguyên liệu rất đỗi quen thuộc, có sẵn trong các căn bếp gia đình, bánh trung thu handmade ra lò mang đến những hương vị mới lạ, hấp dẫn. Ngoài các loại bánh trung thu với tạo hình từ khuôn hoa văn truyền thống như hình tròn, hình vuông, nhiều người thợ làm bánh còn sáng tạo thêm các loại hình độc đáo khác từ các con vật trong 12 con giáp, bánh hình con heo, bánh cá độc đáo. Nhân bánh và vỏ bánh từ đó cũng sáng tạo rất phong phú. Bên cạnh những chiếc bánh nhân truyền thống khá quen thuộc như nhân thập cẩm, nhân đậu xanh, hạt sen, bánh trung thu handmade còn có các loại nhân, vỏ bánh với thành phần mới lạ từ các nguyên liệu tự nhiên như sô-cô-la, trà xanh, dứa, tiramisu. Nhờ sự tỉ mỉ, sáng tạo mà ngày càng có nhiều khách hàng, đặc biệt là các khách hàng trẻ yêu thích bánh trung thu handmade. Đúng như tên gọi, đây là loại bánh tự tay làm thủ công nên số lượng bánh sẽ có giới hạn, đảm bảo hơn so với những chiếc bánh làm theo cách công nghiệp với số lượng nhiều. Bên cạnh đó, người mua còn cảm thấy yên tâm hơn về độ an toàn, tươi ngon, không phẩm màu và nguyên liệu sạch từ bánh trung thu nhà làm.